Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Bản tin tổng hợp chiều cùng Thanh Tâm và Lê Thái. Sau đây chúng tôi xin trở lại phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Joe Biden đến Ả Rập Saudi thảo luận về an ninh và dầu hỏa. Một người Anh chết trong khi bị giam giữ ở khu vực ly khai miền đông Ukraine. Lãnh đạo tài chính G20 họp giữa căng thẳng về vấn đề Ukraine. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng Thanh Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Tổng thống Joe Biden đã đến Ả Rập Saudi trong chuyến công du đầu tiên nhưng đầy nhạy cảm. Theo nguồn tin từ Đài Bạch Ốc, năng lượng và an ninh khu vực cũng như là vấn đề nhân quyền là những chủ đề thảo luận chính giữa lãnh đạo hai nước. Theo Reuters, chuyến công du này của Tổng thống Joe Biden là nhằm khôi phục mối quan hệ song phương đã bị sức mẻ nghiêm trọng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vào năm 2018. Một viên chức cao cấp tòa Bạch Ốc cho biết, ông Joe Biden sẽ có cuộc hội đàm với quốc vương Salman, hoàng thái tử Mohammed bin Salman, cũng như là nhiều viên chức cấp cao khác của Ả Rập Saudi. Ông Biden cũng sẽ dự thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ả Rập vào ngày mai tại Jeddah, với sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo các nước Ả Rập khác. Theo nhận định của Reuters, chính những chao đảo địa chính trị do cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đã thúc đẩy Tổng thống Joe Biden phải nối lại quan hệ với Ả Rập Saudi, quốc gia xuất cảng dầu hỏa số 1 thế giới và ngày càng có xu hướng thắt chặt quan hệ với Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, vấn đề ngoại giao giữa Ả Rập và Do Thái cũng là trọng tâm trong cuộc thảo luận. Trước những mong muốn của Tòa Bạch Ốc, chính quyền Ả Rập vào hôm nay đã thông báo mở cửa không phận cho tất cả các hãng hàng không, một cử chỉ tỏ thiện chí đối với Israel cho đến giờ vẫn chưa được công nhận. Chuyến bay đưa Tổng thống từ Tel Aviv đến Jeddah là chuyến nối trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Ả Rập Saudi. Một người Anh chết trong khi bị giam giữ ở khu vực ly khai miền đông của Ukraine. Một viên chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là DPR cho biết ngày hôm nay, một người Anh bị giam giữ đã qua đời trong nhà tù và người này đã bị quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine bắt giữ và bị cáo buộc là lính đánh thuê. Một tổ chức thiện nguyện của Anh xác nhận tin ông Paul Uri, 45 tuổi, đã chết và tổ chức này mô tả ông là một nhân viên nhân đạo và phủ nhận chuyện là ông có bất kỳ gốc gác quân sự nào. Theo một tổ chức thiện nguyện đã tư vấn cho ông về vấn đề an toàn vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Uri bị bắt ở miền đông của Ukraine trong khi đang cố giúp một người phụ nữ rời khỏi lãnh thổ do Nga kiểm soát. Người phụ nữ này được phép đi đến Anh và ông Uri bị quân ly khai DPR chặn lại một trạm kiểm soát, thưa quý vị, và bị bắt giữ buộc tội có các hoạt động của lính đánh thuê. DPR là một thực thể ly khai được chỉ huy của Nga và Syria bắt hàng công nhận. Bộ Ngoại giao Anh đã thông báo cho gia đình ông Uri về việc ông đã mất tích và Daria Morozova, người có chức danh là thanh tra nhân quyền của DPR cho biết trên mạng xã hội rằng ông Uri bị tiểu đường và các vấn đề về hô hấp, thận và tim mạch. Ông Uri và một người Anh khác là Dylan Hawley đã bị bắt giữ tại một trạm kiểm soát thuộc lực lượng ly khai vào cuối tháng 4 vừa qua. Tổ chức thiện nguyện đã từng liên lạc với ông Uri trước khi ông bị giam giữ và cho biết ông Uri bị bệnh tiểu đường cần được điều trị bằng cách tiêm insulin. Còn có hai người Anh nữa và một người đàn ông Morocco bị bắt trong khi chiến đấu cho phía Ukraine, thưa quý vị. Những người này đã bị kết án tử hình tại DPR vì các hoạt động đánh thuê. Hai người Mỹ cũng đang bị giam giữ tại DPR và vẫn chưa bị buộc tội.
Gia đình của ông này hiện đang đề nghị phe thân Nga ở Donetsk trao trả thi thể của ông về lại nước Anh. Vẫn là thông tin liên quan Ukraine. Lãnh đạo tài chính G20 đã họp giữa căng thẳng về vấn đề Ukraine. Các lãnh đạo tài chính G20 gặp nhau hôm nay tại hòn đảo nghỉ mát Bali, trong lúc nước chủ nhà Indonesia cố gắng tìm điểm chung trong một nhóm bị căng thẳng vì chiến tranh Ukraine, giữa bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng do lạm phát phi mã. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, đã bao trùm các cuộc họp trước đó của khối 20 nền kinh tế lớn nhất, bao gồm cả cuộc họp giữa các ngoại trưởng G20 vào tuần trước. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nói với các đại diện của Ngân hàng Thế giới trong một cuộc họp ở Jakarta rằng ông hy vọng các thành viên G20 có thể đưa ra một thông báo chung sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày 16 tháng 7. Trong nhóm G20 bao gồm các nước phương Tây đã áp đặt các chế tài lên Nga vào cáo buộc nước này về các tội ác chiến tranh ở Ukraine, điều mà Nga đã phủ nhận. Ngoài ra, nhóm G20 có các nước như là Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi vốn im tím hơn trong phản ứng của mình. Phía Đức và Pháp đã bày tỏ hoài nghi về việc có thể đạt được điểm chung do căng thẳng về Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen từng cho rằng cuộc chiến đang gây ra tác động tiêu cực trên toàn cầu và các viên chức của Nga không có chỗ tại cuộc họp của G20. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bước ra khỏi một phiên họp với những người đồng cấp ở Bali vào tuần trước, sau những gì ông gọi là những lời chỉ trích điên cuồng đối với Nga tại một diễn đàn mà ông cho rằng lẽ ra phải tập trung vào các vấn đề kinh tế toàn cầu. Cuộc họp đó kết thúc mà không có thông cáo chung, cũng như là không có bất kỳ thông cáo nào về các thỏa thuận. Indonesia nói họ muốn cuộc họp đưa ra các hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực đang rình rập sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước nghèo. Trong khi đó, thì Ukraine công bố video các tàu chở hàng đi từ Biển Đen đến Danube. Dịch vụ báo chí của Bộ Chỉ huy hoạt động phía Nam của Ukraine ngày hôm nay đã công bố đoạn phim cho thấy các tàu chở hàng của Ukraine đã di chuyển qua sông Bistri, nối Biển Đen và sông Danube. Đoạn video cho thấy các tàu chở hàng đang chạy theo tàu của lực lượng tuần duyên Ukraine. Đoạn phim được phát hành trên trang Facebook chính thức của lực lượng bảo vệ biên giới nhà nước Ukraine, cho biết tài liệu được ghi lại tại quận Izmail của vùng Odessa, Ukraine vào thứ Sáu ngày hôm nay. Và lực lượng bảo vệ bờ biển của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết trên trang Facebook của họ rằng việc di chuyển ở cửa sông Bistri đã được thực hiện do Ukraine trao lại quyền kiểm soát đối với đảo Snake. Và các viên chức Ukraine cho biết 16 tàu đã đi qua cửa sông này và đang chờ chất hàng ngũ cốc của Ukraine để xuất cảng ra thị trường nước ngoài, trong khi hơn 90 tàu khác đang chờ đến lượt ở kênh Sulina của Romania. Đây là một tin lạc quan cho Ukraine vì hàng triệu tấn ngũ cốc đang bị kẹt trong các kho của Ukraine từ khi xảy ra các cuộc chiếm đóng của Nga ở vùng biển giáp Hắc Hải, khiến tàu Ukraine không thể di chuyển ra vào để phân phối ngũ cốc. Tiếp theo phương tin thế giới, NASA và Nga đã ký thỏa thuận về bay chung lên trạm vũ trụ. NASA của Mỹ và cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã ký một thỏa thuận về thực hiện các chuyến bay kết hợp lên trạm vũ trụ quốc tế gọi tắt là ISS, cho phép các phi hành gia bay lên tàu vũ trụ do Hoa Kỳ sản xuất. Đổi lại thì các phi hành gia Mỹ có thể đi lên tàu Zhoushu của Nga. Phía Nga Roscosmos cho biết trong một tuyên bố, thỏa thuận này là vì lợi ích của Nga và Mỹ và sẽ thúc đẩy sự phát triển hợp tác trong khuôn khổ chương trình của ISS. Vẫn là cơ quan này đã nói thêm rằng, bản thỏa thuận sẽ tạo thêm thuận lợi cho hoạt động thăm dò vùng ngoài xa của vũ trụ vì mục đích hòa bình. NASA cho biết các chuyến bay kết hợp đầu tiên theo thỏa thuận mới sẽ diễn ra vào tháng 9, với phi hành gia người Mỹ là Frank Rubio phóng lên trạm vũ trụ từ sân bay vũ trụ Baikonur do Moscow thuê ở Jakarta, cùng với hai phi hành gia của Nga, Sergei Prokofiev và Dmitry Petelin. Đổi lại thì phi hành gia Nga Anna Kikina sẽ cùng với hai phi hành gia Hoa Kỳ và một phi hành gia Nhật Bản thực hiện chuyến bay trên tàu SpaceX Crew Dragon đến phòng thí nghiệm quỹ đạo, phóng từ trung tâm không gian Kennedy của NASA ở Florida. Và cũng trong phần tin quốc tế, thưa quý vị,
Chính phủ của Solomon khẳng định không cho Trung Quốc xây căn cứ quân sự. Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sovavare ngày hôm nay tuyên bố, hiệp ước an ninh mới của nước ông với Bắc Kinh sẽ không cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này và không biến công dân nước ông thành mục tiêu cho các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng. Ông Sovavare ký thỏa thuận với Bắc Kinh vào tháng 4 về hỗ trợ an ninh và chi tiết về hiệp ước chưa được công bố, nhưng thỏa thuận đã làm dấy lên lo ngại về một căn cứ quân sự thường trực của Trung Quốc trong vòng 2.000 km của bờ biển Đông Bắc của nước Úc. Thủ tướng quần đảo Solomon tại cuộc họp lãnh đạo các quốc gia đảo Thái Bình Dương ngày 14 tháng 7 ở Fiji mạnh mẽ phủ nhận rằng đất nước của ông sẽ trở thành một chỗ dựa quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Và Thủ tướng Solomon nhấn mạnh không có căn cứ quân sự nào cả và cũng không có bất kỳ cơ sở hoặc định chế quân sự nào khác trong thỏa thuận, và đó là một điểm rất quan trọng mà chúng tôi tiếp tục nhắc lại với các nước trong khu vực. Không nêu đích danh Hoa Kỳ hay đối tác an ninh quan trọng của Solomon là Australia. Ông Sogavian hồi tháng 5 nói trước Quốc hội rằng các bên phản đối hiệp ước này đã đe dọa và xúc phạm đất nước của ông. Cả Hoa Kỳ và Úc từng nói với quần đảo Solomon rằng sẽ không dung chấp nước này cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự. Tân chính phủ của Thủ tướng Úc là Anthony Albanese được bầu lên với lời hứa sẽ viện trợ nhiều hơn và gắn bó hơn với các quốc đảo láng giềng. Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương là một tập hợp của 18 quốc đảo, nhưng tuần này, Kiribati rút lui không tham gia. Và thông tin cuối trong phần tin thế giới. Cảnh sát Trung Quốc đã điều tra thiếu nữ ăn thịt cá mập trắng. Cảnh sát Trung Quốc đang mở một cuộc điều tra nhắm tới một thiếu nữ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc với hàng triệu người theo dõi. Cô gái tên là Tixi bị cáo buộc là đã nấu con cá mập trắng lớn được bảo vệ trong danh sách loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cô Tixi đã phủ nhận cáo buộc này, cho biết cô đang tìm luật sư, nhưng hôm nay tất cả các video và hình ảnh trên mạng xã hội của Tixi đã bị xóa mất. Cuộc điều tra của cảnh sát ở Nanchong, tỉnh Tứ Xuyên được đưa ra sau khi người vào mạng xã hội nhìn thấy đoạn video và yêu cầu công an điều tra. Tixi được cho là đã ăn thịt một con cá mập trắng nặng 50 kg, vì bức ảnh chụp cho thấy cô nằm cạnh con cá mập. Bức ảnh khác thì cho thấy cô đang há miệng để ăn miếng cá, rồi còn khen là rất ngon. Cô gái đang sống ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi nổi tiếng với các món ăn cay, thu hút người hâm mộ bởi vẻ bề ngoài ngọt ngào nhưng lại lựa chọn thực phẩm táo bạo, chẳng hạn như là cá sấu và đà điểu. Tixi đã phủ nhận cô đã ăn một loài có nguy cơ tuyệt chủng sau khi một số người xem lưu ý rằng nó trông giống như một con cá mập trắng lớn. Cô viết trên mạng cô đã mua con cá mập một cách hợp pháp và đang tìm một luật sư. Trong video gây tranh cãi mới nhất, cô vừa ăn phần đuôi của con cá mập nướng, tẩm tiêu ớt, vừa thốt lên, ngon quá. Phần còn lại của cá mập thì được cắt thành từng miếng nhỏ và luộc với gia vị. Người dùng trang web đã kêu gọi một cuộc điều tra từ các nhà chức trách vì nhiều người cho rằng hành vi của cô ấy thật là kinh tởm. Vừa rồi là phần tin thế giới. Một lần nữa, kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Lê Thái và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.